Rồi kế tiếp đó là tới là chú bác, dạ là có ai chú bác, cô cháu chú nữa là thôi giờ trước thì bác lên, bác làm bác đi. Đúng rồi. Bác đi. Còn cái này chị Trân, nhà ngựa thống này. Nãy giờ bác Sáu kêu bác Sáu Gái. Dạ. Dạ. Cho cháu nhìn Trân hả? Dạ. Dạ, cháu nói mẹ hả? Cháu nói mẹ hả? Ngon nha. Dạ. 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 Bữa nay ngày vui của con, bác Út cũng có món quà cho con. Dạ. Với cái này của bác người, ông đi du lịch kìa, ông gửi cho con luôn. Dạ. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Dạ. Vậy là bác Út phải đến khắp nơi đi. Cái gì hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Rồi ngày vui của con thì chúc con năm hạnh phúc, phúc bạc, phúc quà. Hát nha, hát nha. Chứ chứ không có gì cả. Dạ, đúng không? Luôn hết trơn là cô chú bác là tổ mở gì được rồi cháu chú bác. Lên đây là anh bị rồi luôn. Lên đây là cho cháu là bà mẹ rồi cũng đi uống ăn mừng cho cháu đó. Bác uống rượu được không con? Không kịp. Cháu là con đến hôm nay là vui quy giúp giá thì cháu cũng nói là nhớ ơn cha mẹ là thân thành những được mình đến lớn hôm nay thì mình cầu chúc con người là cầu mình kính cha mẹ là một cái vụ để là con là cha mẹ vui lòng là chúc cho con là con cháu là phát tâm hạnh phúc. Hãy làm lễ cho nó chứ đó, ông bà cha mẹ và cho cô chú bác cậu mợ nó nhắn gì vậy này ra xong thì thôi đến đây anh chị mình ra xong thì nó nói là tôi muốn là cái để này là thuyết giáo hôm nay là kết thúc.